tìm hiểu những cái sản phẩm như thế nào cả. Trong một cái điều kiện tuyệt vời như thế này, trong một sự phát triển bùng nổ của mọi người, có những hoạt động của thành phố là hôm nay có tất cả. Thái thật hay là thái ý là chị á, thật hay giả xem họ là biết. Quê gốc của chị kiểu là em nói khác tiếng chị, em là Thái nhưng mà em Thanh Hóa. Nói gì nói, mình nói chuyện với nhau mình còn nghe giọng biết ở đâu. Không, nói không làm em khác. Mình không like được người Kinh đâu. À, chị bán bao nhiêu một 500 một ký. Ồ, cao nhỉ. Bây giờ một năm được có một vụ. Em nghĩ xem. Em tự làm đó hả? Khéo tay. Dạ. Khéo tay. Nghệ thuật. Này em biết ăn mà. Này sợ làm mà cũng không hết đi ạ. Cái này làm móc khóa cho xe được anh. Ha ha.
bán bao nhiêu em? Bán một bịch này là bao nhiêu? Cái này là mình bán là 1,2 triệu. Một bịch đó? 1 ký. À, 1 ký. Cái này chắc tầm ước lượng của em có đạt. Anh xin cái này nhé. Dạ. Anh bên nào hả? Anh làm quả. Thì làm lúc không lắm. Đó là phó giám đốc hả? À, không. Con đúng không con? Hết. Con. Con.
Được rồi. Ra tới kia luôn, ra không em ở một tuần. Rồi nhưng mà hôm nay cũng qua vô lắc ở tỉnh. Vô lắc là cái này là cái này. Đâu có phải ít hơn hôm qua mình nữa nhỉ? Hôm qua mình đông hơn sao? Cứ ăn thoải mái tự nhiên. Ủa là quay hả? Cứ ăn tự nhiên như chưa được ăn bao giờ ấy. Dạ, chị đã làm một chén rồi. Ủa vậy hả?
Em lại tưởng em phải cô gái mà nó không đẹp này anh. Rồi cảm ơn em, tại chị đã làm một chén cơm đầu tiên. Cái nồi này là chị ăn đó. Đây con này gì? Mọc nấu cặp nồi này ngon lắm. Có phải là mọc bạc nồi này còn ngon hơn cơm của anh á, gạo của anh á, chính xác, nó thơm, gạo lắc.